Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Duy Minh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Dân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thị. Năm 2023, hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không gần được cải tiến, đổi mới từ việc xây dựng thể chế đến thực hiện từng nội dung giám sát, công tác xây dựng, Hoàn thiện thể chế tiếp tục được tăng cường, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn đảm bảo đúng quy định, sát thực tiễn với nhiều đổi mới, kịp thời giải quyết các vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Trên cơ sở đó, đã ban hành ba nghị quyết đối với tám lĩnh vực. Hoạt động giám sát chuyên đề có nhiều đổi mới, hoạt động lấy phiếu hướng tiến nhiệm được tiến hành cẩn trọng, nghiêm túc theo quy định. Hoạt động giám sát lại được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa. Năm 2024, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao hai chuyên đề về chính sách tài khoản tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và về một số dự án quan trọng quốc gia và về quản lý thị trường bất động sản và phát triển dở xã hội, các hoạt động giám sát triển khai đồng bộ với quá trình triển khai xây dựng và thực hiện chính sách pháp luật.